Anh em ơi. Này ha, rất là nhạy. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Hàng Hot Thái Thắng. Hôm nay mình sẽ mang đến mọi người một dòng sản phẩm máy rà kim loại cầm tay có kiểu dáng kích thước nhỏ gọn cũng như là cái độ nhạy vô cùng cao em ơi. Thì sản phẩm sẽ giúp cho mình dễ dàng phát hiện được những cái kim loại mà ẩn trong đất cát ha, sau khi mà mình sử dụng cái máy rà kim loại lòng đất đào lên em ơi. Đây sản phẩm thì sẽ phát hiện những cái vật có kích thước thể tích vô cùng nhỏ như này em ơi. Đây là cái kẹp giấy ha. À, đặc biệt là cái lưỡi dao bé xíu như này em ơi. Đây, và ngoài phát hiện kim loại lẫn trong đất cát thì mình có thể phát hiện được những cái dị vật trong thức ăn, đồ uống hoặc là đồ thủ công mỹ nghệ em ơi. Đây, hoặc là rà an ninh trên người ha em ơi. Nói chung thì có rất là nhiều dòng tính năng. Đây, và đây là sản phẩm chúng ta em ơi. Thì mình có thể dàn cầm trong một tay luôn ha. Ở đây thì nó đặc biệt ở chỗ là có kiểu dáng nhỏ gọn em ơi. Thì mình có thể bỏ vào túi quần, túi áo, ba lô hoặc là túi sách. Ở đây ha, ở đây thì còn hãng còn kèm theo cho mình thêm một cái bao đựng nha em ơi. Đây, bao đựng thì chất liệu vải rất là ok mọi người. Mình sẽ cho nó vào đây ha, và mình kẹp vào cái túi quần, túi áo đây mọi người. Và khi sử dụng thì mình chỉ cần rút ra thôi mọi người. Đây, rất là đơn giản ha. Và ở trên phần thân máy thì mình sẽ có hai cái nút chức năng nha mọi người. Bật tắt nguồn nha mọi người. Và ở đây thì mình sẽ có thêm một cái nút bật tắt cái đèn đèn trợ sáng ở phía trước ha, và thêm hai cái đèn báo tín hiệu mọi người. Thì sản phẩm này thì nó chỉ có cái tính năng là báo rung thôi mọi người, không có báo âm thanh ha. Điều này thì giúp cho mình có thể tiết kiệm được pin, tiết kiệm năng lượng ha, đồng thời thì không có gây ồn ào chói tai gì ha mọi người. Đây, và nó sẽ xuyên nguồn là pin 9V mọi người. Dòng pin này thì giờ rất là thông dụng trên thị trường ha. Đây thì mình sẽ vặn cái phần đuôi này ra. Đây, trong thì sẽ có pin 9V mọi người. Đây, sản phẩm thì chống nước hoàn toàn luôn ha. Đây, thì ở cái phần tay cầm thì mình sẽ có được một cái lớp cao su nha mọi người. Cao su thì cầm vào rất là chắc chắn rồi, đồng thời thì không có bị trơn trượt trong quá trình mình sử dụng cái sản phẩm này ha. Đây, và chất liệu của cái máy dò kim loại này thì sử dụng là nhựa ABS nha mọi người. Nó mang đến cái tổng trọng lượng vô cùng nhẹ luôn ha, và độ bền cao mọi người. Đồng thời thì nó sẽ không có bị nhiễm từ khi mình sử dụng ha. Đây, thì bật tắt đèn thì mình chỉ cần nhấn vào thôi mọi người. Đây, thì mọi người lưu ý là cái công tắc nó sẽ được thiết kế sâu ở phía dưới ha. Điều này thì khi mà mình sử dụng, mình mang ra hoặc là mình vận chuyển á, thì mình không có chạm và không có lỡ chạm bật tắt ngoài ý muốn nha mọi người. Đây, nhưng mà bật tắt thì rất là dễ dàng ha. Ở đây thì mọi người lưu ý cái vấn đề này. Đây, đây mọi người, đèn báo ha. Và khi có kim loại thì nó sẽ báo đỏ lên nha mọi người. Đây, độ nhạy rất là cao ha. Chỉ báo rung thôi nha mọi người. Đây, và cái đèn, thêm một cái đèn để mình thêm một cái đèn ở phía trước luôn ha. Đây, nó cái đèn thì nó sẽ sử dụng công tắc chạm nha mọi người, khi mà mình buông ra thì nó sẽ tắt ha. Đây, đây mọi người. Còn về vùng quét thì nó sẽ là 360 độ mọi người, chế độ kiểu báo là rung và báo đèn ha. Và cái bán kính dò hiệu quả của nó là từ 0.5 đến 5 cm mọi người. Đây, khoảng cách dò của nó ha. Và thể tích vật thì vật dò có hiệu quả là 1 × 0.2 × 0.2 cm mọi người. Và nhiệt độ hoạt động của máy dò này là -37°C trên 70°C mọi người. Đây, và nguồn hiệu nhanh như lúc nãy đã nói thì nó sử dụng nguồn là pin 9V ha. Và kích thước của máy dò này là 21 × 4 × 4 cm mọi người, và trọng lượng của nó là 140g chưa bao gồm pin ha. Đây, trọng lượng nói chung thì rất là nhẹ nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ cho nó vào thử cái thao cát này nha mọi người. Này, này ha. Đây, coi thêm cái lưỡi dao. Nó sẽ dễ dàng phát hiện được những kim loại ẩn sâu trong trong đất, trong cát gì đó ha, sau khi mà mình đã đào lên mọi người. Lúc đầu thì mình sẽ sử dụng cái máy dò kim loại lòng đất ha. Bên mình thì chuyên kinh doanh những dòng máy dò kim loại lòng đất nha mọi người. Khi mà đã dò, đã đào lên được á, thì mình sẽ quét lại thông qua cái máy dò này mọi người, để mình biết cái kim loại nó nằm ở cái cục đất nào ha. Đây, bật nguồn nha mọi người. Đây, giờ không biết nằm ở đâu luôn ha. Đây, rất là nhạy nha mọi người.
Này, chôn nó xuống. Này ha, không có thấy gì luôn hả? Đây, gà như này. Đây. Đây ha, lấy nó lên ha. Đây, đây, đây. Rất là dễ dàng nha mọi người. Mình có thể phát hiện được kim loại lẫn trong đồ ăn, thức uống hoặc là đồ thủ công mỹ nghệ, thảm dệt đó mọi người. Đây. Đây, dò lại ha. Đây, cái đèn nó báo đỏ nha mọi người. Đây. Rất là nhạy luôn. Đây. Thêm một bé nằm ở đây nữa. Đây rồi. Thì nếu như mọi người có nhu cầu trang bị dòng sản phẩm máy dò kim loại THD nhỏ gọn, siêu nhẹ, siêu chính xác, siêu nhạy này thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp đây sản phẩm ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số lại 0912052504 1097 4497. Trang web bên mình là điện-thoại.com và ống-nhầm.net mọi người. Thì ngoài dòng kim loại THD cầm tay nhỏ gọn này, mình còn những dòng máy dò kim loại an ninh với cái kích thước lớn hơn đến từ hãng Raret của Mỹ mọi người. Những dòng an ninh thì thường sử dụng ở trong sân bay hoặc là đại sứ quán rồi ha. Rồi, hoặc là trong những cái khu vực công ty mà chế tác vàng bạc đá quý ha. Đây thì bên mình có những cái dòng đó hả. Đây hoặc là những dòng máy dò kim loại lòng đất nha mọi người. Thì mình đã từng giới thiệu rất nhiều dòng sản phẩm này thì mình cứ tham khảo trực tiếp trên trang kênh YouTube cũng như những trang web của mình. Đây và ngoài ra thì mình còn cung cấp thêm dòng sản phẩm khác như là máy dò vàng và đá quý nha mọi người. Những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, đèn pin chống cháy nổ hả. Những dòng thiết bị quang học như ống nhầm ngày, ống nhầm đêm, kính hiên văn và kính hiên vi hả. Những dòng thiết bị kéo số đồ công nghệ, khung ảnh số, máy âm, camera hành trình, micro không dây, có dây micro nghỉ, camera dưới nước, camera xâm nghiệp, những dòng thiết bị đo lường các loại nha mọi người. Và mình xin kết thúc video tại đây, còn nhớ like đăng ký kênh YouTube của mình để khi mà mình ra video thì sẽ không bỏ lỡ kỳ những cái sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo nào của mình ha. Và xin chào hẹn lại mọi người ở video sau. Đây mọi người. Này ha, rất là nhạy.